Giá sốc từ K cộng chỉ 395.000 đồng chọn bộ HD và tặng ngay 1 tháng thuê bao miễn phí. Chào các bạn, rất lâu rồi mình mới được sát cánh của các bạn trên nền tảng mạng xã hội YouTube. Hy vọng rằng các bạn đã không quên mình. Hôm nay sẽ là một câu chuyện tâm điểm của bóng đá thế giới trong vòng 24 giờ qua. Câu chuyện về Christian Eriksen. Phút 43, trận đấu giữa Đan Mạch và Phần Lan ở bảng B Euro 2020. Tiền vệ Christian Eriksen bất ngờ đổ gục xuống sân trong một tình huống di chuyển gần đường biên và không va chạm với ai. Ngay khi thấy Eriksen nằm bất động, các đồng đội nhanh chóng sơ cứu cho anh trước khi các nhân viên y tế vào sân. Sau 15 phút được các bác sĩ chăm sóc, Eriksen lập tức được đưa tới bệnh viện. Trong khi chờ đợi thông tin cập nhật, trên khán đài, các cổ động viên của cả Đan Mạch và Phần Lan đều hô vang tên anh. Ngay sau đó, UEFA cho biết Christian Eriksen đã ở trong trạng thái ổn định. Liên đoàn bóng đá Đan Mạch cũng xác định cầu thủ này đã tỉnh và sẽ cần phải thực hiện một vài xét nghiệm để kiểm tra thêm. Sau khi chứng kiến tình hình của Christian Eriksen, tất cả mọi người đều cầu nguyện cho tiền vệ 29 tuổi sẽ không bị vấn đề gì đó quá nghiêm trọng. Cựu ngôi sao của Chelsea, Didier Drogba là một trong những người đầu tiên cầu chúc cho Eriksen. Hãy chiến đấu cho cuộc sống của bạn, Eriksen. Chúng tôi cầu nguyện cho bạn. Trên trang cá nhân của mình, Ronaldo đăng tải bức hình anh từng đối đầu với Eriksen kèm theo dòng trạng thái: tất cả sự chú ý và cầu nguyện của chúng tôi đều hướng về Christian Eriksen và gia đình cậu ấy. Cả thế giới bóng đá đang cùng hy vọng và tin tốt lành. Tôi tin sẽ sớm được gặp lại cậu trên sân bóng. Chris, hãy cố gắng. Đội bóng cũ của Christian Eriksen là Tottenham Hotspur đã đăng tải dòng tin trên tài khoản Twitter: hãy mau khỏe lại Christian, cả gia đình Spurs đang ở bên anh. Các câu lạc bộ khác như Inter Milan, Real Madrid đến những ngôi sao nổi tiếng như Lautaro Martinez, Jadon Sancho, Alisson Becker, Mesut Ozil và nhiều người khác nữa đều gửi những lời chúc tốt đẹp nhất đến Eriksen trên mạng xã hội. Chúng tôi cũng vậy. Chúng tôi cũng cầu chúc cho Christian Eriksen mau chóng bình phục và sớm quay trở lại trên sân cỏ để tiếp tục phô diễn những kỹ năng chơi bóng đỉnh cao, những tình huống hoa mỹ, điều mà anh đã từng thể hiện và để lại dấu ấn trong suốt sự nghiệp của mình.
giá sốc từ K cộng chỉ 395.000 đồng chọn bộ HD và tặng ngay 1 tháng thuê bảo miễn phí.